Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là những nhà lãnh đạo dự kiến sẽ tham dự hội nghị diễn ra vào ngày 16-17 tháng 11 tới nhằm thảo luận về việc chấm dứt xung đột thương mại giữa hai nước. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã xác nhận sự tham dự của ông trước khi xảy ra các cuộc biểu tình lớn từ hôm 18 tháng 10 do bùng nổ bất mãn trong công chúng về các điều kiện kinh tế xã hội bất bình đẳng. Phát biểu họp báo, Ngoại trưởng Rivera cho biết chính phủ Chile đã liên lạc với các nền kinh tế thành viên APEC và tất cả đều khẳng định sẽ tham dự hội nghị, sẽ không có thay đổi về bất cứ thành phần nào từ các nền kinh tế APEC.